Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, à? cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn audio, các dàn aeropoti, các dàn audio đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cập để liên tục những dạng mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đối với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký và cây xí xác minh danh tính trên Bybit, một nền tảng đang phát triển mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm của đông đảo anh em ở trong thời điểm hiện tại. Ờ, để đăng ký và KYC xác minh danh tính trên nền tảng MyBit thì các bạn uh, sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video Nên dẫn các bạn trực tiếp đến cái giao diện đăng ký và trong đây thì các bạn sẽ điền email, điền mật khẩu Sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào nút tiếp tục nhé Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào nút tiếp tục này Ở đây nó có một cái phần uh, nó hỏi là bạn có phải là cư dân hay mang quốc tịch của quốc gia khu vực giới hạn sau đây không Thì các bạn chọn là không nhé các bạn đừng chọn là có có là hỏng ăn đấy. Ta kéo thanh cấp tra. Ok. Bây giờ thì các bạn sẽ nhận được cái email xác nhận. Nó sẽ có phần cốt chứa trong email. <laughs> trong email thì các bạn sẽ lấy phần cốt để người ta điền. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong phần đăng ký. Ở đây thì các bạn có thể Ấn luôn hiển thị cho tôi xuống thị trường Lúc này các bạn ấn vào phần avatar góc phía trên Chúng ta chọn vào phần tài khoản và bảo mật Ở đây nó sẽ có phần xác minh danh tính Đấy. Ủa, Có vẻ như mình nhớ không nhầm thì phần xác minh danh tính này cần phải tạo bảo mật là 2FA nữa nhưng mình sẽ ấn vào thử xem như thế nào Chúng ta vào phần xác minh ngay này. Ta sẽ chọn quốc tịch. Ấn tiếp theo. Ở đây nó sẽ cho chúng ta chọn quốc gia phát hành tài liệu thì các bạn có thể chọn bất kỳ một quốc gia nào. Chúng đây và chắc chắn như mình là Việt Nam rồi. Nó sẽ có 3 hình thức để chúng ta kê si, bao gồm hộ chiếu, chứng minh nhân dân và giấy phép cư trú. Ở thì các bạn sẽ nếu các bạn dùng căn cước công dân ấy, thì các bạn thầy chọn vào mục chứng minh nhân dân giấy phép cư trú thì các loại giấy tờ khác ví dụ này có, bằng lái xe các thứ đấy ở đây thì mình sẽ chọn là chứng minh nhân dân nó sẽ yêu cầu chúng ta gửi hai cái tài liệu tài liệu ở mặt trước của, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và tài liệu mặt sau nhé được chưa Đó, chúng ta sẽ gửi hai tài liệu này ở đây nó có một cái mẫu cho chúng ta để tránh trường hợp các bạn gửi mà bị từ chối thì những cái hình ảnh những hiển thị đầy đủ thế này thì được chấp nhận bọn là có dấu tích này hình ảnh bị mất góc thế này thì sẽ không được chấp nhận và hình ảnh uh, thu nhỏ một góc thế này thì cũng không được chấp nhận các bạn lưu ý nhé chụp ảnh đây là một cái mẫu để chúng ta chụp ảnh Đấy. bây giờ thì các bạn chỉ cần ấn vào cái phần tải lên phía trước này và ấn vào cái mục này để chúng ta sẽ lần lượt upload hai cái ảnh lên sau khi upload hai ảnh lên thì chúng ta sẽ ấn vào nút tiếp theo nhé được chưa Nghĩa các bạn là khi các bạn gửi ảnh lên thì các bạn sẽ chờ ảnh được nắm nót thành công Sau đó chúng ta mới có thể nút tiếp theo Nó sẽ mất khoảng 1 phút Bây giờ chúng ta sẽ đến phần xác minh cơ bản level 1 Ở đây thì các bạn sẽ thấy là uh, Nó sẽ đến phần tiếp theo là xác minh cơ bản Đầu tiên hãy đối mặt với máy ảnh của bạn Đảm bảo rằng khuôn mặt bạn nằm hoàn toàn trên khung hình Và từ từ di chuyển đầu của bạn theo hình tròn hoàn thành uh, quá trình KC đây, Quá trình quét 3D khi các bạn KC uh, thì các bạn nhìn chúng ta tháo kính uh, tháo mũ các thứ ra không nhiều không nhắm mắt không cười không gì cả chúng ta giữ cái trạng thái bí môi như nó ở đây đây một cái mẫu chúng ta làm nhé ở đây thì mình sẽ cây vẫn đeo kính đó mình vẫn đeo kính như thường ta ấn vào đây và có thể nó sẽ yêu cầu quyền máy ảnh quyền cấp quyền máy ảnh người ta xác nhận quyền cấp quyền máy ảnh lúc này nhá bây giờ mình sẽ làm mẫu thôi chỉ vì thấy mình không tháo kính ra thì chắc chắn là mình sẽ không KC được mà đúng không ạ chúng ta sẽ đưa cái khuôn mặt vào trong cái khung hình ở phía trên này, này. các bạn thấy một cái khung hình vậy đó Đấy. đây là một cái khung hình nhá chúng ta đưa khuôn mặt vào trong khung hình này ta kéo gần khuôn mặt này đến đây này giữ yên khuôn mặt này được chưa bây giờ thì chúng ta sẽ xoay cổ từ từ đó xoay cổ từ từ đó như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần này Đấy. quét khuôn mặt 3D được chấp nhận thành công đó và tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn vào nút tiếp theo nhé được chưa tiếp theo này. Nó sẽ có một cái quá trình KC và thường là quá trình này sẽ mất từ 1 đến 3 phút anh em nhé. Như các bạn để ý thấy thì mình đã xác minh thành công mặc dù mình đeo kính. Đây cũng là một cái điều hơi bất ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ là xác minh cơ bản như thế là xong. Đấy. Cũng hơi bất ngờ. Ok. Thôi thì xác minh thêm một tài khoản nữa cũng được. Chúng ta vào phần trả về đây. Uh, bây giờ chúng ta sẽ thấy được ở đây là nó đã chúng ta hoàn thành phần xác minh cơ bản. Thế còn xác minh nơi cư trú thì sao? Xác minh cư trú chú chúng ta vào phần xác minh ngày này, thấy chưa? Uh, ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó yêu cầu cho chúng ta uh, các cái tài, tài uh, các các cái tài liệu được chấp nhận như là báo cáo ngân hàng tức là cái sau kê ngân hàng đấy, hóa đơn tiện ích này. Đấy, và internet truyền hình các quang hóa đơn nhà từ khai thuế hội đồng hóa đơn thuế và xác nhận uh, cư trú của chính phủ cấp nó sẽ không chấp nhận các hình ảnh chụp màn hình hóa đơn điện thoại di động và hóa đơn y tế vân vân tức là đây là những cái loại tài liệu được chấp nhận và ở bên chúng tôi không chấp nhận thì là những tài liệu không được chấp nhận thì trong cái tài liệu được, được chấp nhận các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cần phải có cái phần địa chỉ giống như cái địa chỉ mà À, các bạn đã khai báo ở trên bài hoặc là trên cái tài liệu xác minh ở, ở, mức ở, 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 level 1 thì chúng ta sẽ hoàn thành được phần xác minh cư trú này chúng ta chỉ cần gửi cái hình ảnh tài liệu đấy lên thôi chúng ta chụp uh, ảnh cái tài liệu đó và chúng ta up lên sau đó vào tiếp theo là chúng ta sẽ hoàn thành được phần xác minh cư trú sau khi chúng ta gửi tài liệu lên thì chúng ta sẽ vào tiếp theo là chúng ta tiếp theo thì nó sẽ tiến hành xác minh cư trú sẽ mất khoảng từ 1 đến 3 phút Ờ... Uh, một số anh em sẽ hình dung và hỏi mình là liệu em xác minh level 1 có được không thì mình xin lưu ý, ý luôn là anh em chỉ cần xác minh level 1 anh em đã đủ điều kiện tham gia vào tất cả một cái mọi cái dự án ở trên Bybit rồi phần xác minh level 2 thì sẽ giúp cho các bạn là chúng ta sẽ nâng cao được cái hạn mức khi chúng ta giao dịch ở trên các sàn giao dịch Đấy. đặc biệt là ở trên Bybit thì các bạn thể để, để ý thấy là ở trong phần level 1 ấy thì hạn mức đầu tiền là 50 b, 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 uh, Bitcoin còn ở xác minh cư trú thì hạn mức nó sẽ lên là 100 Bitcoin Đấy thì cái hạn mức rút uh, tiền nó sẽ tăng lên thì các bạn xác minh cư trú uh, còn nếu như mà bình thường các bạn xác minh cơ bản thì các bạn cũng đã có thể nạp rút tiền ở trên bài bit một cách bình thường và tham gia tất cả các hoạt động trên bài bit ok vừa rồi thì admin đã hoàn thành xong video hướng dẫn cho anh em cách để ta xác minh uh, ở trên nền uh, tảng bài bit uh, qua việc xác minh thì anh em sẽ có thể tham gia vào đầy đủ các cái uh, chương trình diễn là trên bài bit và cũng như là chúng ta có thể thuận tiện khi giao dịch ở trên sàn bây giờ đây thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn anh em cách cây xí sắp minh danh tính trên nền tảng máy bit hy vọng video này sẽ giúp cho anh em có thể đến gần hơn với máy bit và có thể kiếm được lợi nhuận như một cái sàn giao dịch đang phát triển rất là mạnh mẽ hiện nay bây giờ thì mình xin nói lời chào và xin hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo